vượt khỏi bạo lực. Trang 51. Tôn giáo. Vậy tôn giáo là cái gì đó không thể được diễn tả ra từ ngữ. Nó không thể được đo lường bởi tư tưởng. Vậy là tôn giáo là cái gì đó không thể được diễn tả ra từ ngữ. Nó không thể được đo lường bởi tư tưởng. Chúng ta đã nói chúng ta sẽ bàn về tôn giáo và thiền định chiều nay. Chúng ta tạo nên một chủ đề thực sự rất phức tạp, cần nhiều kiên nhẫn và sự tìm hiểu từ từ, không bao giờ giả thiết bất kỳ điều gì, không bao giờ chấp nhận hay tin tưởng bất kỳ điều gì. Con người luôn luôn đang tìm kiếm điều gì đó còn hơn cả sống hàng ngày với đau khổ, vui thú và phiền muộn của nó. Anh ấy đã luôn luôn muốn tìm được điều gì đó vĩnh cửu nhiều hơn. Và trong sự tìm kiếm điều gì đó không thể đặt tên được của anh ấy đã xây dựng những đền chùa, những nhà thờ, những thánh đường. Những sự việc lạ lùng đã được thực hiện trong danh nghĩa của tôn giáo. Đã có những chiến tranh mà tôn giáo phải chịu trách nhiệm. Con người đã bị hành hình, thiêu cháy, hủy diệt bởi vì niềm tin còn quan trọng hơn sự thật, tín điều còn cần thiết hơn sự nhận biết trực tiếp. Khi niềm tin trở thành quan trọng nhất, vậy thì bạn sẵn lòng hy sinh mọi thứ cho nó, dù niềm tin đó là đúng thực hay không có giá trị, đều không đặt thành vấn đề, chừng nào nó còn cho sự thỏa mãn, an toàn, một ý thức của vĩnh cửu. Nếu bạn tìm kiếm điều gì đó, rất dễ dàng để tìm được nó. Nhưng điều đó có nghĩa rằng, trước khi người ta khởi sự tìm kiếm nó, người ta phải có một nền tảng, một ý tưởng về điều gì được tìm kiếm. Trong tìm kiếm có nhiều sự tiến hành được bao gồm. Không những chỉ có ham muốn mà còn hy vọng rằng điều gì bạn công nhận sẽ là sự thật, mà cũng còn cả động cơ đằng sau thực sự tìm kiếm đó. Nếu có động cơ của sự tẩu thoát khỏi sợ hãi, một mong muốn có sự thanh thản và an toàn, vậy thì chắc chắn bạn sẽ tìm được điều gì đó mà sẽ gây thỏa mãn bạn. Nó có lẽ là niềm tin vô lý nhất, nhưng chừng nào nó còn gây thỏa mãn và hoàn toàn gây thanh thản, dù ảo tưởng đó lố bịch đến chừng nào, bạn bám vào nó. Vậy là có sự nguy hiểm vô cùng cho những người mà đang tìm kiếm để tìm ra. Nếu có sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào, giấu giếm hay lộ liễu, tìm kiếm trở thành một lãng tránh, một lẫn trốn khỏi thực tế. Và nếu trong sự tìm kiếm của bạn, bạn khám phá điều gì đó, sự khám phá đó được đặt nền tảng trên sự công nhận, gạch ngang, bạn phải công nhận nó, ngược lại nó không có giá trị. Nhưng sự công nhận, nếu bạn quan sát thuộc quá khứ, thuộc điều gì đó mà bạn đã biết rồi, ngược lại bạn không thể công nhận nó. Đọc lại. Nhưng sự công nhận phải, nếu bạn quan sát phải thuộc qua, nó thuộc quá khứ, thuộc điều gì đó mà bạn đã biết rồi, ngược lại bạn không thể công nhận nó. Tất cả điều này được bao hàm trong sự tìm kiếm mãi mãi này cho điều gì mà người ta nghĩ nó là sự thật. Nhưng cái gì đó mà vượt khỏi sự đo lường của cái trí, không được đặt nền tảng trên sự công nhận. Tôn giáo trong ý nghĩa được chấp nhận của từ ngữ đó hiện nay đã trở thành một vấn đề của truyền bá, của quyền lựa lợi được bảo đảm bất di bất dịch, cùng nhiều tài sản, cùng một giai cấp quan liêu chức sắc vô cùng của tinh thần. Tôn giáo đã trở thành một vấn đề của giáo điều, niềm tin và lễ nghi, gạch ngang cái gì đó mà hoàn toàn tách rời khỏi đang sống hàng ngày. Bạn có lẽ không tin tưởng Thượng Đế. Bạn có lẽ không tin tưởng Thượng Đế. Nhưng sự tin tưởng đó chẳng có ý nghĩa bao nhiêu trong sống hàng ngày.
Tóm lại, tôn giáo đã trở thành một vấn đề của giáo điều, niềm tin và nghi lễ, gạch ngang, cái gì đó mà hoàn toàn tách rời khỏi đang sống hàng ngày. Bạn có lẽ hay bạn có lẽ không tin tưởng, bạn có lẽ phải hay bạn có lẽ không phải tin tưởng Thượng Đế. Nhưng sự tin tưởng đó chẳng có ý nghĩa bao nhiêu trong sống hàng ngày, nơi bạn lừa gạt, nơi bạn phá hoại, tham vọng, tham lam, ghen tuông, bạo lực. Bạn tin tưởng Thượng Đế hay một đấng cứu rỗi hay một vị đạo sư nào đó, tuy nhiên đưa nó ra thật xa để cho nó thực sự không tác động sống hàng ngày của bạn. Như nó là hiện nay, tôn giáo đã trở thành hiện tượng lạ lùng mà chẳng có giá trị gì cả. Suốt 2000 năm vừa qua, người Thiên Chúa giáo đã bị quy định để tin tưởng. Làm ơn hãy quan sát trong chính bạn, không phê bình, không chỉ trích, chỉ quan sát. Người ta lẽ không thích nó, người ta có lẽ không thích nó, nhưng người ta phải đối diện sự kiện rằng người ta, nếu người ta là một người Thiên Chúa giáo, cũng bị quy định như người cộng sản hay người vô thần. Cả người tin tưởng hay người không tin tưởng đều bị quy định bởi văn hóa của thời đại nào của họ, bởi xã hội, bởi tiến trình lạ lùng của tuyên truyền. Nó cũng đã và đang xảy ra ở châu Á suốt hàng ngàn năm. Đọc lại. Như nó là hiện nay, tôn giáo đã trở thành hiện tượng lạ lùng mà chẳng có giá trị gì cả. Suốt 2000 năm vừa qua, người Thiên Chúa giáo đã bị quy định để tin tưởng. Làm ơn hãy quan sát trong chính bạn, không phê bình, không chỉ trích, chỉ quan sát. Người ta có lẽ không thích nó, nhưng người ta phải đối diện sự kiện rằng người ta, nếu người ta là một người Thiên Chúa giáo, cũng bị quy định như một người cộng sản hay người vô thần. Cả người tin tưởng hay người không tin tưởng đều bị quy định bởi văn hóa của thời đại của họ, bởi xã hội, bởi tiến trình lạ lùng của tuyên truyền. Nó cũng đã và đang xảy ra ở châu Á suốt hàng ngàn năm. Tất cả cấu trúc vật chất, những khẳng định tâm lý, những niềm tin mãnh liệt, vì nó mà người ta sẵn lòng hủy diệt và bị hủy diệt, đều được đặt nền tảng trên quan điểm khẳng định, biện luận liên quan đến vấn đề làm thế nào để tìm được điều gì là đúng thực. Nhưng cái quan điểm đúng thực, dù khôn khéo, dù có lý lẽ, đều không có thực tế gì cả. Hai chấm. Nó chỉ vẫn chỉ là một quan điểm. Nó vẫn chỉ là một quan điểm. Hiện nay những tôn giáo khắp thế giới đều hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta muốn để được giải trí phần tinh thần, và thế là chúng ta đi đến nhà thờ hay đền chùa hay thánh đường, và việc đó cũng chẳng liên quan gì đến sự đau khổ, rối loạn, hận thù hàng ngày của chúng ta. Một con người thực sự nghiêm túc, thực sự muốn tìm ra liệu có cái gì đó tốt đẹp hơn cái sự việc khủng khiếp được gọi là tồn tại này, chắc chắn phải được tự do hoàn toàn khỏi giáo điều, khỏi niềm tin, khỏi tuyên truyền. Anh ta phải được tự do khỏi cấu trúc trong đó anh ta đã được nuôi dưỡng để là một con người tôn giáo. Trong sự phủ nhận của cái gì là trong tạm gọi là những tôn giáo, nếu bạn đến được sự tích cực, chúng ta sẽ tìm ra liệu chúng ta có thể, cái sự việc này là gì mà con người đã tìm kiếm, gạch ngang, không phải không qua mọi niềm tin, không qua mọi đấng cứu rỗi, hay qua một vị đạo sư, hay qua người nói. Chúng ta sẽ tìm ra cho chính chúng ta liệu có hay không có cái gì đó mà không là sự chiếu rọi của những hy vọng riêng của người ta, của những sợ hãi riêng của người ta. Cái gì đó mà không bị sáng chế bởi một cái trí ma mảnh, hay được nuôi dưỡng từ sự cô độc cực độ của chúng ta. Muốn tìm được, người ta phải được tự do khỏi niềm tin, bởi vì niềm tin là chất lượng của một cái trí cam kết trong điều gì đó mà sẽ cho nó sự hy vọng thanh thản, an toàn nào đó, một ý thức của vĩnh cửu. Muốn được tự do để tìm hiểu, người ta phải được tự do khỏi sợ hãi, khỏi lo âu, khỏi sự ham muốn được an toàn về tâm lý. Đây là những yêu cầu rõ ràng cho một con người rất nghiêm túc và khẩn thiết và muốn tìm ra. Công cụ có khả năng tìm hiểu là một cái trí rõ ràng,
không có những biến dạng hay thành kiến của sự kết luận, của công thức hay niềm tin. Hãy thấy sự khó khăn lạ thường làm sao để có một cái trí không trong xung đột. Hãy thấy sự khó khăn lạ thường làm sao để có một cái trí không xung đột, không trong xung đột, bởi vì nó có nghĩa một cái trí đã hiểu rõ xung đột và được tự do khỏi nó. Cái trí mà có nghĩa không chỉ cái trí của chúng ta, nhưng còn cả quả tim, toàn bản chất thuộc tinh thần, cơ thể và tâm lý của con người, gạch ngang, phải nhạy cảm cực kỳ. Bởi vì nhạy cảm hàm ý thông minh. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó một chút xíu, bởi vì tất cả nó đang đặt nền tảng cho sự thiền định. Nếu bạn không đặt nền tảng của trật tự, vậy thì thiền định, gạch ngang, mà là một trong những sự việc lạ thường nhất trong sống, gạch ngang, chỉ trở thành một tẩu thoát đang dẫn đến tự hoang tưởng, tự thôi miên. Một cái trí tầm thường có thể học, những ma mảnh có thể luyện tập, tạm gọi là thiền định, nhưng nó sẽ vẫn còn là một cái trí ngu dốt tầm thường. Hầu hết chúng ta chẳng có bao nhiêu năng lượng, chúng ta hao tổn nó trong xung đột, trong đấu tranh, chúng ta lãng phí nó trong vô vàn cách, gạch ngang, không những trong ái ân, nhưng còn bị lãng phí trong những mâu thuẫn và trong sự phân chia của chúng ta mà tạo ra xung đột. Xung đột chắc chắn là một lãng phí vô cùng của năng lượng, gạch ngang, những suy giảm điện áp, chấm. Không chỉ năng lượng vật chất là cần thiết, nhưng còn năng lượng tâm lý cũng cần thiết ngang bằng, với một cái trí rất rõ ràng, hợp lý, lành mạnh, không bị biến dạng, và một quả tim không có cảm tính, không có cảm xúc, nhưng có chất lượng của dư thừa tình yêu, từ bi. Tất cả điều này trao tặng một mãnh liệt đam mê vô cùng. Bạn cần nó, ngược lại, bạn không thể thực hiện trước hành trình vào cái sự việc được gọi là thiền định này. Bạn có thể ngồi kiết già, hít thở, làm những công việc phi thường, nhưng bạn sẽ không bao giờ đến được nó. Thân thể cái nhạy cảm lạ thường đó là một trong những sự việc khó khăn nhất, bởi vì chúng ta đã làm hư hỏng sự thông minh của thân thể qua nhậu nhẹt, qua hút thuốc, qua phóng đãng, qua vui thú. Chúng ta đã làm cho thân thể thành thô thiển. Hãy quan sát sát thân thể mà đáng ra phải sinh động và nhạy cảm cực kỳ, và bạn sẽ thấy chúng ta đã làm sa sút chúng biết chừng nào. Chấm than. Thân thể gây ảnh hưởng cái trí, và cái trí gây ảnh hưởng thân thể, và bởi vì lý do này, sự nhạy cảm của thân thể, các bộ phận là cần thiết. Sự nhạy cảm này không được tạo ra qua ăn uống kiêng khem, qua áp dụng mọi loại ma mảnh nào đó. Cái trí phải kinh chừng nó đầy bình thản. Mở ngoặc, tôi hy vọng bạn đang thực hiện điều đó lúc này, khi người nói đang thâm nhập vào chủ đề, gạch ngang. Không phải ngày mai hay ngày mốt, bởi vì như chúng ta đã nói, chúng ta đang cùng nhau tham gia trong chuyến hành trình, trong chuyến thám hiểm. Sự quan sát cái gì là sự hiểu rõ sự kiện đó. Hiểu rõ có từ quan sát cái gì là. Hiểu rõ có được từ quan sát cái gì là. Thực hiện nó trong đang sống hàng ngày dẫn đến sự hiểu rõ trải nghiệm. Hầu hết chúng ta ao ước những trải nghiệm lạ thường, bởi vì sống riêng của chúng ta quá bị giới hạn, quá nhàm chán. Chúng ta ao ước những trải nghiệm tốt lành, bền vững, sâu thẳm. Nhưng thậm chí chúng ta đã không hiểu từ ngữ trải nghiệm đó có nghĩa gì, và cái trí đang tìm kiếm một trải nghiệm không thể hiểu rõ sự thật là gì. Cuộc sống mà chúng ta sống hàng ngày phải được thay đổi, phải có một kết thúc đến sự hận thù này, bạo lực này trong chính chúng ta, sự lo âu, tội lỗi, sự thúc đẩy để thành công, để là người nào đó. Và nếu tại cơ bản không thay đổi điều đó, cố gắng tìm kiếm trải nghiệm nào đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Một cái trí hy vọng thấy sự thật qua thuốc men, để có những trải nghiệm lạ thường, hay để được giải trí qua thuốc men, để trở thành một nô lệ cho chúng, và kết cuộc chúng làm cho cái trí ngu dốt và đờ đẫn. Đọc lại.
một cái trí hy vọng thấy sự thật qua thuốc men, để có những trải nghiệm lạ thường hay để được giải trí qua thuốc men, trở thành một nô lệ cho chúng, và kết cuộc chúng làm cho cái trí ngu đần và nhút nhát. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu vấn đề của cái trí tôn giáo, gạch ngang không phải tôn giáo là gì, nhưng một cái trí mà là tôn giáo mà có khả năng tìm ra sự thật. Nghĩa là nghĩa lý gốc của từ ngữ tôn giáo không rõ ràng lắm. Nghĩa lý gốc của từ ngữ tôn giáo không rõ ràng lắm. Chúng ta có thể cho bất kỳ nghĩa lý nào mà chúng ta ưa thích, và thông thường chúng ta làm như thế. Nhưng không có quan điểm về tôn giáo là gì, là được tự do để tìm hiểu nó, tìm hiểu chất lượng của cái trí mà là tôn giáo. Đọc lại, nhưng không có quan điểm về tôn giáo là gì, là được tự do để tìm hiểu nó, để tìm hiểu chất lượng của cái trí mà là tôn giáo. Chất lượng của cái trí đó không được tách rời khỏi sống hàng ngày của đau khổ, vui thú, phiền muộn và đau và rối loạn. Đọc lại, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu vấn đề của cái trí tôn giáo, gạch ngang không phải tôn giáo là gì, gạch ngang nhưng một cái trí mà là tôn giáo mà có khả năng tìm ra sự thật là gì. Nghĩa lý gốc của từ ngữ tôn giáo không rõ ràng lắm. Chúng ta có thể đặt cho bất kỳ nghĩa lý nào mà chúng ta ưa thích, và thông thường chúng ta làm như thế. Nhưng không có quan điểm về tôn giáo là gì, là được tự do để tìm hiểu nó, tìm hiểu chất lượng của cái trí mà là tôn giáo. Chất lượng của cái trí đó không được tách rời khỏi sống hàng ngày của đau khổ, vui thú, phiền muộn và rối loạn. Muốn tìm hiểu điều này, phải có sự tự do khỏi tất cả uy quyền. Bạn đứng một mình để tìm ra, không quyển sách nào, không người nào sẽ giúp đỡ bạn. Làm ơn hãy thấy điều này quan trọng đến mức nào. Bởi vì chúng ta đã trao sự tin cậy của chúng ta, sự trung thành của chúng ta cho những người khác, cho những giáo sĩ, cho những đấng cứu rỗi, cho những người thầy và vân vân. Và bởi vì đã trao sự trung thành của chúng ta đã nương dựa vào họ để dẫn dắt chúng ta, để họ dẫn dắt chúng ta, và họ chẳng dẫn dắt chúng ta đến nơi nào cả. Trong sự tìm hiểu này không có vấn đề của uy quyền, gạch ngang, bạn đang tìm hiểu giống như người khoa học thực sự mà không tìm kiếm một kết quả. Khi không có bất kỳ uy quyền nào, vậy là không có hệ thống, không có luyện tập. Một hệ thống, một phương pháp, hàm ý một lề thói, một hình thành của thói quen. Nếu bạn luyện tập một hệ thống nào đó, chắc chắn cái trí của bạn trở thành đờ đẫn. Điều này khá rõ ràng và đơn giản. Vì vậy, những hệ thống, những phương pháp, những luyện tập phải hoàn toàn biến mất. Hãy thấy điều gì đang xảy đến cho một cái trí mà không sợ hãi, không đang tìm kiếm vui thú hay đang theo đuổi giải trí. Một cái trí không lệ thuộc uy quyền, nhưng thực sự đang tìm hiểu. Với một cái trí không lệ thuộc bất kỳ điều gì thì không có sợ hãi, và thế là nó có thể tìm hiểu. Đọc lại, hãy thấy điều gì đang xảy ra đến cho một cái trí mà không sợ hãi, không đang tìm kiếm vui thú hay đang theo đuổi giải trí. Một cái trí không lệ thuộc uy quyền, nhưng thực sự đang tìm hiểu. Với một cái trí không lệ thuộc bất kỳ điều gì thì không có sợ hãi, và thế là nó có thể tìm hiểu. Một cái trí như thế trở nên sắc bén, sinh động, mãnh liệt, nghiêm túc. Mở ngoặc, khi chúng ta sử dụng từ ngữ cái trí, chúng ta có ý tổng thể của nó, gồm cả các cơ quan thân thể, quả tim. Đóng ngoặc, chất lượng của cái trí đó có vẻ đẹp bởi vì không dùng phương pháp. Nó rõ ràng đang tìm hiểu, đang quan sát và đang học hỏi, đang học hành khi nó đang quan sát. Chất lượng của cái trí đó có vẻ đẹp bởi vì không dùng phương pháp. Vậy nó rõ ràng
đang tìm hiểu, đang quan sát và đang học hành khi nó đang quan sát. Đang học hành không khác biệt hành động. Học hành là hành động. Nếu bạn học hành về dân tộc, những nguy hiểm của sự tách rời, của sự phân chia con người, nếu bạn quan sát nó và hiểu rõ nó, vậy là chính sự hiểu rõ. Vậy là chính sự hiểu rõ nó chấm dứt sự phân chia này trong hành động. Vì vậy sự quan sát có tầm quan trọng cực kỳ. Tất cả các bạn có thể biết về yoga. Có quá nhiều sách được viết về nó. Mỗi ông Tom, ông Dick, ông Henry mà đã dành ra vài tháng ở Ấn Độ và đã thực hành vài bài học, trở thành một yogi. Từ ngữ yoga đó có nhiều ý nghĩa. Nó hàm ý một sống chung, không chỉ luyện tập vài bài tập nào đó để giữ cho trẻ trung. Nó hàm ý một cách sống không phân chia, và thế là không xung đột, mà là cách người nói nhìn nó. Đọc lại. Tất cả các bạn có thể biết về yoga. Có quá nhiều sách được viết về nó. Mỗi ông Tom, Dick, Henry mà đã dành ra vài tháng ở Ấn Độ và đã được thực hành vài bài học, trở thành một yogi. Từ ngữ yoga đã có nhiều ý nghĩa. Từ ngữ yoga đó có nhiều ý nghĩa. Nó hàm ý một cách sống, không chỉ luyện tập vài bài tập nào đó để giữ gìn cho trẻ trung. Nó hàm ý một cách sống không phân chia, và thế là không xung đột, gạch ngang, mà là cách người nói nhìn nó. Mà là cái cách người nói nhìn nó. Dĩ nhiên, sự luyện tập đều đặn của loại đúng đắn nào đó là tốt lành. Nó làm cho thân thể mềm dẻo. Người nói đã luyện tập nhiều bài tập trong nhiều năm, không phải để đạt được trạng thái lạ lùng nào đó có sự hít thở và mọi chuyện như thế, nhưng để giữ cho thân thể mềm dẻo. Bạn phải có loại luyện tập đúng đắn, thực phẩm đúng đắn, không phải nhồi nhét vào mình vô số thịt cùng tất cả hung ác và vô cảm mà do ăn uống như thế tạo ra. Mỗi người phải tạo ra một loại ăn uống đúng đắn cho chính anh ấy. Anh ấy phải thử nghiệm và tìm ra. Đọc lại. Tất cả các bạn có thể biết về yoga. Có quá nhiều sách được viết về nó. Mỗi ông Tom, ông Dick, ông Henry mà đã dành ra vài tháng ở Ấn Độ và đã thực hành vài bài học, trở thành một yogi. Từ ngữ yoga đó có nhiều ý nghĩa. Nó hàm ý một cách sống, không chỉ luyện tập vài bài tập nào đó để giữ cho trẻ trung. Nó hàm ý một cách sống không phân chia, và thế là không xung đột, gạch ngang, mà là cái cách người nói nhìn nó. Dĩ nhiên, sự luyện tập đều đặn của loại đúng đắn nào đó là tốt lành. Nó làm cho thân thể mềm dẻo. Người nói đã luyện tập nhiều bài tập trong nhiều năm, không phải để đạt được trạng thái lạ lùng nào đó qua sự hít thở và mọi chuyện như thế, nhưng để giữ cho thân thể mềm dẻo. Bạn phải có loại luyện tập đúng đắn, thực phẩm đúng đắn, không phải nhồi nhét vào mình vô số thịt, gạch ngang cùng tất cả hung ác và vô cảm mà do ăn uống như thế tạo ra. Mỗi người phải tìm ra loại ăn uống đúng đắn cho chính anh ấy phải thử nghiệm và tìm ra. Tiếp theo lại có một ma mảnh khác mà đã được lén lút dồn vào bạn. 2. Mantra yoga, câu chú mật. Chỉ cần 5 hay 30 đô la, bạn đã được dạy một câu chú nào đó, gạch ngang, một lặp lại của những từ ngữ đặc biệt bằng tiếng Phạn. Những người Thiên Chúa giáo có kinh lần chuỗi, những người Thiên Chúa giáo có kinh lần chuỗi và lặp lại Ave Maria, gạch ngang, hay bất kỳ câu gì họ lặp lại. Bạn biết điều gì
xảy đến khi bạn liên tục lặp lại một chuỗi những từ ngữ chấm hỏi? Bạn tự thôi miên vào sự tĩnh lặng, hay bạn lướt trên âm điệu của từ ngữ? Khi bạn liên tục lặp lại một từ ngữ nào đó, nó tạo ra một âm thanh phía bên trong, và âm thanh bên trong đó liên tục rung động, gạch ngang. Nếu bạn lắng nghe nó trở nên sinh động cực kỳ, và bạn nghĩ nó là một việc tuyệt vời nhất. Nhưng không phải vậy đâu, nó là một hình thức của tự thôi miên. Cũng vậy, điều đó phải được khước từ hoàn toàn. Đọc lại đoạn này. Tiếp theo lại có một loại mãnh liệt khác mà đã được lén lút dồn vào bạn. Hãy chấm mantra yoga, câu chú mật. Chỉ cần 5 hay 30 đô la, bạn đã được dạy một câu chú nào đó, một lặp lại của những từ ngữ đặc biệt bằng tiếng Phạn. Những người Thiên Chúa giáo có kinh lần chuỗi và lặp lại Ave Maria, gạch ngang, hay bất kỳ câu gì họ lặp lại. Bạn biết điều gì xảy ra khi bạn liên tục lặp lại một chuỗi những từ ngữ chấm hỏi? Bạn tự thôi miên vào sự tĩnh lặng, hay bạn lướt trên âm thanh, trên âm điệu của từ ngữ? Hay bạn lướt trên âm điệu của từ ngữ? Khi bạn liên tục lặp lại một từ ngữ nào đó, nó tạo ra một âm thanh phía bên trong, và âm thanh bên trong đó liên tục rung động, gạch ngang. Nếu bạn lắng nghe nó trở nên sinh động cực kỳ, và bạn nghĩ nó là một việc tuyệt vời nhất. Nhưng không phải vậy đâu, nó là một hình thức của tự thôi miên. Cũng vậy, điều đó phải được khước từ hoàn toàn. Vậy là chúng ta đến được điều gì đó hoàn toàn khác hẳn, đó là hai chấm tỉnh thức và chú ý. Tôi không biết liệu bạn đã tìm hiểu điều này, gạch ngang, không bằng cách đọc những quyển sách, không bằng cách được chỉ bảo làm thế nào để được tỉnh thức trong một trường phái ở châu Á, trong một tu viện nào đó, gạch ngang. Nhưng nếu bạn đã tìm hiểu, bạn sẽ tự thấy được nó có nghĩa gì khi không được chỉ bảo bởi một người khác. Bạn phải tự học hỏi sự tỉnh thức có nghĩa gì. Bạn phải tự học hỏi sự tỉnh thức có nghĩa gì. Tỉnh thức được cái sảnh đường mà bạn đang ngồi trong đó, tỉnh thức được sự cân đối của sảnh đường và những màu sắc của nó, không nói nó là xấu xí hay đẹp đẽ, chỉ quan sát. Khi bạn đi xuống con đường, tỉnh thức được những sự việc đang xảy ra quanh bạn, quan sát những đám mây, cây cối, ánh sáng trên dòng nước, con chim đang bay. Tỉnh thức không có bất kỳ sự can thiệp nào của tư tưởng mà nói hai chấm điều này đúng, điều này sai, điều này nên, điều này không nên. Tỉnh thức được những sự việc đã xảy ra bên ngoài, sau đó cũng tỉnh thức được bên trong, gạch ngang, nhìn ngắm mỗi chuyển động của tư tưởng, nhìn ngắm mỗi cảm giác, mỗi phản ứng. Điều đó làm cho cái trí sinh động lạ thường. Có một sự khác biệt giữa sự tập trung và chú ý. Tập trung là một quy trình của loại trừ, một quy trình của kháng cự, và vì vậy một xung đột. Bạn có khi nào quan sát cái trí của bạn khi bạn đang tập trung vào cái gì đó chấm hỏi? Nó lang thang đi khỏi và bạn cố gắng kéo nó lại, và thế là một trận chiến xảy ra. Bạn muốn gom tụ sự chú ý của bạn tập trung vào cái gì đó, và tư tưởng lại thích nhìn ra ngoài cửa sổ hay suy nghĩ điều gì khác. Trong xung đột này có một lãng phí của năng lượng và thời gian. Người ta tìm hiểu tại sao cái trí huyên thuyên nói chuyện liên tục với chính nó hay với người khác, hay muốn được bận rộn mãi mãi, đọc một quyển sách, mở máy thu thanh, giữ mình năng động. Nếu bạn đã quan sát có một thói quen của luôn luôn động đậy, thân thể của bạn không bao giờ có thể ngồi yên lặng trong một thời gian dài, nó luôn luôn đang làm cái gì đó hay đang cựa quậy, cái trí cũng huyên thuyên. Ngược lại điều gì sẽ xảy ra cho ngược lại điều gì sẽ xảy ra xảy đến cho nó đọc lại cái trí cũng huyên thuyên ngược lại điều gì sẽ xảy đến cho nó chấm hỏi
gạch ngang, nó bị kinh hãn. Vì vậy nó phải được bận rộn, nó phải được bận rộn bởi sự đổi mới xã hội, bởi điều này, điều kia, bởi niềm tin nào đó, bởi điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, gạch ngang. Nó đang suy nghĩ liên tục. Như chúng ta đã nói, sự chú ý hoàn toàn khác hẳn sự tập trung, tỉnh thức và chú ý theo cùng nhau, gạch ngang, nhưng không phải tập trung. Một cái trí chú ý mãnh liệt có thể quan sát rất rõ ràng mà không có bất kỳ biến dạng, mà không có bất kỳ kháng cự, và tuy nhiên vận hành đầy hiệu quả, khách quan. Chất lượng của một cái trí như thế là gì? Tôi hy vọng bạn hứng thú điều này, bởi vì nó là thành phần của sống. Nếu bạn khước từ tất cả điều này, bạn cũng khước từ tổng thể của sống. Nếu bạn không biết ý nghĩa và vẻ đẹp của thiền định, bạn không biết bất kỳ điều gì của sống. Bạn có lẽ lái một chiếc xe hơi đời mới nhất, bạn có lẽ đi lại tự do khắp thế giới. Nhưng nếu bạn không biết vẻ đẹp thực sự, sự tự do và hân hoan của thiền định là gì, bạn đang bỏ lỡ một phần vĩ đại của sống. Điều này không khiến bạn phải nói, mở ngoặc kép, tôi phải học tham thiền, đóng ngoặc kép. Đọc lại, điều này không khiến bạn phải nói, tôi phải học tham thiền. Nó là một việc xảy ra đến tự nhiên. Nó là một việc xảy đến tự nhiên. Một cái trí đang tìm hiểu chắc chắn phải đến được điều này. Một cái trí tỉnh thức, quan sát cái gì là trong chính nó, là hiểu rõ về chính mình, biết về chính mình. Chúng ta đang hỏi hai chấm, chất lượng của một cái trí mà đã tiến xa một cách tự nguyện, không có bất kỳ nỗ lực nào là gì? Chấm hỏi. Nếu bạn quan sát một cái cây hay một đám mây, khuôn mặt người vợ của bạn hay người chồng của bạn hay người hàng xóm của bạn, chỉ từ sự tĩnh lặng bạn mới có thể quan sát rất rõ ràng. Bạn chỉ có thể lắng nghe khi không có sự nhiễu loạn tự chiếu rọi. Khi bạn đang huyên thuyên với chính mình, đang so sánh điều gì đang được nói với điều gì đã biết rồi, vậy thì bạn không đang lắng nghe. Khi bạn đang quan sát bằng đôi mắt của bạn và tất cả mọi loại thành kiến lẫn hiểu biết đang can thiệp, bạn thực sự không đang quan sát. Vậy là khi bạn thực sự quan sát và lắng nghe, bạn chỉ có thể làm như thế từ sự tĩnh lặng. Tôi không biết liệu bạn có khi nào tiến xa như thế. Nó không là cái gì đó bạn vuông quén mất nhiều năm để bắt gặp, bởi vì nó không là sản phẩm của thời gian hay của so sánh. Nó là sản phẩm của sự quan sát trong sống hàng ngày, sự quan sát về những tư tưởng của bạn và sự hiểu rõ về tư tưởng. Khi cái trí hoàn toàn tỉnh thức, nó trở nên yên lặng, tĩnh lặng lạ thường. Nó không ngủ quên, nhưng tỉnh thức cao độ trong tĩnh lặng đó. Chỉ cái trí như thế mới có thể thấy sự thật là gì, có thể thấy liệu có cái gì đó vượt khỏi hay không. Chỉ một cái trí như thế là một cái trí tôn giáo, bởi vì nó đã buông bỏ hoàn toàn quá khứ, mặc dù nó có thể sử dụng ký ức của quá khứ. Vậy thì tôn giáo là điều gì đó không thể được diễn tả thành từ ngữ, nó không thể được đo lường bởi tư tưởng, bởi vì tư tưởng luôn luôn đang đo lường. Như chúng ta đã nói, tư tưởng là phản ứng của quá khứ. Tư tưởng không bao giờ tự do, nó luôn luôn đang vận hành trong lãnh vực của cái đã được biết. Vì vậy, một cái trí mà có thể hiểu rõ sự thật là gì, chân lý là gì, nếu có một sự việc như là chân lý, phải được tự do tuyệt đối khỏi tất cả những ma mảnh, những dối gạt, những ảo tưởng của con người. Và điều này cần nhiều công việc. Nó có nghĩa một kỷ luật bên trong, một kỷ luật mà không là sự bắt chước, sự tuân phục hay điều chỉnh. Kỷ luật hiện diện trong sự quan sát cái gì là và đang học hỏi về nó, học hỏi về chính nó này là kỷ luật riêng của nó. Thế là có trật tự và cùng nó là sự kết thúc của vô trật tự trong chính nó. Tất cả điều này, từ khởi đầu của những nói chuyện này cho đến lúc này,
là thành phần của thiền định. Đọc lại đoạn này. Vì vậy một cái trí mà có thể hiểu rõ sự thật là gì, chân lý là gì, nếu có một sự việc như là chân lý, cái trí đó phải được tự do tuyệt đối khỏi tất cả những ma mảnh, những dối gạt, những ảo tưởng của con người. Và điều này cần nhiều công việc. Nó có nghĩa một kỷ luật bên trong, một kỷ luật mà không là sự bắt chước, sự tuân phục hay điều chỉnh. Kỷ luật hiện diện trong sự quan sát cái gì lạ và đang học hành về nó. Học hành về chính mình này là kỷ luật riêng của nó, thế là có trật tự và cùng nó là sự kết thúc của vô trật tự trong chính nó. Tất cả điều này từ sự khởi đầu của những nói chuyện này cho đến lúc này là thành phần của thiền định. Tất cả điều này từ khởi đầu của những nói chuyện này cho đến lúc này là thành phần của thiền định. Chỉ đến khi bạn biết làm thế nào để nhìn một đám mây hay thấy vẻ đẹp của ánh sáng trên biển, làm thế nào để quan sát người vợ của bạn gạch ngang, hay cậu trai hay cô gái gạch ngang, bằng một đôi mắt trong sáng, bằng một trí hồn nhiên mà không bao giờ bị tổn thương, mà không bao giờ rơi lệ, lúc đó cái trí mới có thể thấy sự thật là gì. Người hỏi: vừa lúc nãy tôi đã tự xác thực cho mình điều gì ông nói gạch ngang, rằng đáp án cho sự tự do bên trong là trải nghiệm rằng người quan sát và vật được quan sát là một. Tôi đã có công việc rất cực nhọc và chán ngắt phải làm, bởi vì nó tôi đã phát triển một kháng cự mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng tôi là kháng cự đó và rằng chỉ kháng cự nhìn kháng cự. Vậy là bỗng nhiên kháng cự tan biến gạch ngang, nó giống như một phép lạ gạch ngang, và thậm chí tôi đã có sức mạnh thân thể để hoàn tất công việc. Đọc lại. Người hỏi: vừa lúc nãy tôi đã tự xác thực cho chính mình điều gì ông nói gạch ngang, rằng đáp án cho sự tự do bên trong là trải nghiệm rằng người quan sát và vật được quan sát là một. Tôi đã có công việc rất cực nhọc và cán nhắc chán ngắt phải làm, bởi vì nó tôi đã phát triển một kháng cự mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng tôi là kháng cự đó và rằng chỉ kháng cự nhìn kháng cự. Vậy là bỗng nhiên kháng cự tan biến, nó giống như một phép lạ, và thậm chí tôi đã có sức mạnh thân thể để hoàn tất công việc. Chết ra một tí. Bạn đang cố gắng khẳng định điều gì tôi đang nói đang cho tôi hay khán giả sự khuyến khích chấm hỏi. Bạn đang lặp lại. Bạn đang cố gắng khẳng định điều gì tôi đang nói đang cho tôi hay khán giả sự khuyến khích chấm hỏi. Mở ngoặc tiếng cười, đóng ngoặc. Người hỏi: nó cần năng lượng vô cùng cùng trước khi người ta đến được điểm mấu chốt của rằng người quan sát và vật được quan sát là một. Đọc lại. Người hỏi: nó cần năng lượng vô cùng trước khi người ta đến được cái điểm mấu chốt của rằng người quan sát và vật được quan sát là một. Rít ra một tí. Quý ông này nói rằng người quan sát là vật được quan sát. Đó là hai chấm. Khi có sợ hãi, người quan sát là bộ phận của sợ hãi đó. Anh ấy không tự đồng hóa mình với sợ hãi. Người quan sát là bộ phận của chính sợ hãi đó. Nhận ra điều đó khá dễ dàng, hoặc bạn nhận ra nó bằng từ ngữ lý thuyết gạch ngang, hiểu rõ nghĩa lý của những từ ngữ, hoặc bạn thực sự thấy rằng người quan sát và vật được quan sát và một. Nếu bạn thực sự thấy điều đó, nó có tạo ra một khác biệt quyết liệt trong sống của bạn. Nó kết thúc xung đột khi có một phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát, một khoảng trống, có một khoảng cách thời gian, và thế là có xung đột.
khi bạn thực sự thấy và thí nghiệm bằng cách quan sát rằng thật ra người quan sát và vật được quan sát là một. Vậy là bạn kết thúc tất cả xung đột trong sống, trong tất cả những liên hệ. Người hỏi: khi chúng ta nhận ra rằng quá khứ như ký ức bị đặt vào giữa cái gì đó sâu thẳm hơn và phía bên ngoài, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta không thể chặn đứng nó, gạch ngang nó cứ tiếp tục. Đọc lại câu hỏi: khi chúng ta nhận ra rằng quá khứ như ký ức bị đặt vào giữa cái gì đó sâu thẳm hơn và với phía bên ngoài, chúng ta có thể làm gì? Chấm hỏi. Chúng ta không thể chặn đứng nó cứ tiếp tục. Viết ra một tí. Khi chúng ta nhận ra rằng quá khứ như ký ức, viết ra một tí, đọc lại, viết ra một tí. Ký ức tự chen vào giữa cái phía bên ngoài và phía bên trong, có bên ngoài và phía bên trong, và cái trí là ký ức, là cái gì đó tách rời, là quá khứ. Ký ức tự chen vào giữa phía bên ngoài và phía bên trong, có phía bên ngoài và phía bên trong, và cái gì là ký ức, là cái gì đó tách rời, là quá khứ. Có phía bên ngoài và phía bên trong, và cái gì là ký ức, là cái gì đó tách rời, là quá khứ. Vậy là lúc này có ba thứ: phía bên ngoài, phía bên trong, và cái trí là quá khứ. Làm ơn thưa bạn, đừng cười. Đây là sống của bạn. Đây là điều gì chúng ta đang làm. Mặc dù bạn có thể đặt câu hỏi một cách khác, đây thực sự là điều gì đang xảy ra trong sống hàng ngày của chúng ta. Bạn muốn là điều gì đó, cái trí nói đừng làm nó, hay làm nó cách nào đó. Vậy là có một trận chiến đang xảy ra. Cái trí đang can thiệp. Cái trí là tư tưởng, cái trí là quá khứ. Tư tưởng chen vào giữa cái thực thể phía bên ngoài và phía bên trong. Vì vậy người ta phải làm gì? Chấm hỏi. Chức năng của tư tưởng là phân chia. Nó đã phân chia sống như quá khứ, hiện tại và vị lai. Cũng vậy, tư tưởng đã phân chia phía bên ngoài khỏi phía bên trong. Tư tưởng nói hai chấm: làm thế nào tôi có thể lấp được hai cái này? Làm thế nào tôi có thể lấp được hai cái này và hành động như một tổng thể? Liệu tư tưởng có thể thực hiện được điều này? Chấm hỏi. Khi chính nó là nhân tố của sự phân chia. Liệu tư tưởng có thể thực hiện được điều này? Khi chính nó là nhân tố của sự phân chia. Người hỏi: nơi nào có ý muốn có một phương cách? Nơi nào có ý muốn thì có một phương cách. Viết ra một tí. Không thưa bạn, hai chấm. Bạn có phương cách của bạn trong thế giới. Bạn có ý muốn để hủy diệt người khác của bạn, và bạn đã thành công. Bạn đã tìm được phương cách. Chúng ta không quan tâm đến ý muốn. Ý muốn là việc hủy hoại nhất, bởi vì ý muốn được đặt nền tảng trên vui thú, trên ham muốn, và không trên hân hoan tự do. Bạn đã hỏi làm thế nào tư tưởng có thể giữ được ý. Bạn đang hỏi làm thế nào tư tưởng có thể được giữ yên lặng. Làm thế nào tư tưởng có thể tĩnh lặng? Chấm hỏi. Đó là câu hỏi đúng phải không? Chấm hỏi. Bởi vì nếu bạn đặt câu hỏi sai thì luôn luôn bạn nhận được đáp án sai. Mở ngoặc, tiếng cười, đóng ngoặc. Không thưa bạn, đây không là vấn đề đùa giỡn. Bạn phải đặt câu hỏi đúng. Liệu nó là câu hỏi đúng hay sao khi hỏi hai chấm làm thế nào tư tưởng có thể kết thúc, hay người ta phải tìm ra chức năng của tư tưởng là gì? Chấm hỏi. Nếu bạn kết thúc tư tưởng, nếu điều đó có thể thực hiện được, vậy thì làm thế nào bạn có thể hoạt động khi bạn phải đi đến văn phòng? Chấm hỏi. Chắc chắn tư tưởng là cần thiết. Đọc lại, viết ra một tí.
Không, thưa bạn, hai chấm. Bạn có phương cách của bạn trong thế giới. Bạn có ý muốn để hủy diệt người khác của bạn và bạn đã thành công, bạn đã tìm được phương cách. Chúng ta không quan tâm đến ý muốn. Ý muốn là việc hủy hoại nhất, bởi vì ý muốn được đặt nền tảng trên vui thú, trên ham muốn và không trên hân hoan tự do. Bạn đã hỏi làm thế nào tư tưởng có thể được giữ yên lặng, làm thế nào tư tưởng có thể tĩnh lặng, chấm hỏi. Đó là câu hỏi đúng, phải không? Bởi vì nếu bạn đặt ra câu hỏi sai, luôn luôn bạn nhận được đáp án sai. Có tiếng cười. Không, thưa bạn, đây không là vấn đề đùa giỡn. Bạn phải đặt câu hỏi đúng. Liệu nó là câu hỏi đúng hay sao khi hỏi? Liệu nó là câu hỏi đúng hay sao khi hỏi hai chấm? Làm thế nào tư tưởng có thể kết thúc? Hay người ta phải tìm ra chức năng của tư tưởng là gì, chấm hỏi. Nếu bạn kết thúc tư tưởng, gạch ngang, nếu điều đó có thể thực hiện được, gạch ngang, vậy thì làm thế nào bạn có thể hoạt động khi bạn phải đi đến văn phòng, chấm hỏi. Chắc chắn tư tưởng là cần thiết. Chúng ta đang nói tư tưởng là nguy hiểm trong một phương hướng nào đó, bởi vì nó phân chia. Và vẫn vậy, tư tưởng phải vận hành một cách hợp lý, thông minh, khách quan, lành mạnh trong một phương hướng khác. Làm thế nào điều này có thể thực hiện được? Làm thế nào tư tưởng không thể can thiệp? Bạn thấy vấn đề chứ? Nó không là làm thế nào kết thúc tư tưởng. Nó không là làm thế nào kết thúc tư tưởng. Khi bạn đã đặt ra câu hỏi rất rõ ràng, bạn sẽ thấy nó cho chính bạn. Tư tưởng mà là phản ứng của quá khứ, can thiệp, phân chia như phía bên ngoài và phía bên trong, và hủy diệt sự thống nhất. Vì vậy là chúng ta nói, chúng ta hãy hủy diệt tư tưởng, chúng ta hãy giết chết cái trí. Đây là một vấn đề hoàn toàn sai lầm. Nhưng nếu bạn tìm hiểu toàn cấu trúc của tư tưởng, thấy vị trí của nó là gì, nơi nào nó không cần thiết, vậy là bạn sẽ phát hiện rằng cái trí sẽ vận hành một cách thông minh khi tư tưởng không hoạt động, cũng như khi nó phải hoạt động. Christopher Murphy, bạn người hỏi, tại sao ông có một tỉnh thức mãnh liệt được cái gì là hơn tôi có? Chấm hỏi, điều bí mật của ông là gì? Người hỏi, tại sao ông có một tỉnh thức mãnh liệt được cái gì là hơn tôi có? Chấm hỏi, điều bí mật của ông là gì? Christopher Murphy, thật ra tôi không bao giờ suy nghĩ về điều đó. Chỉ nhìn thử. Hai chấm, sự khiêm tốn là điều gì đó phải được vuông quén hay sao? Nếu bạn vuông quén sự khiêm tốn, nó vẫn còn là sự kiêu ngạo. Nếu bạn vuông quén trạng thái tỉnh thức được cái gì là, bạn không đang tỉnh thức. Nhưng nếu bạn tỉnh thức khi bạn ngồi trong một chiếc xe hơi, hay lái một chiếc xe hơi, khi bạn nhìn, nói chuyện hay đang vui thích, vậy là từ đó, một cách tự nhiên, dễ dàng, trạng thái tỉnh thức được cái gì là hiện diện. Nhưng nếu bạn cố gắng vuông quén bằng cách chú ý nhiều đến cái gì là tư tưởng đang hoạt động, không phải trạng thái tỉnh thức. Nhưng nếu bạn cố gắng vuông quén bằng cách chú ý nhiều đến cái gì là phải tư tưởng đang hoạt động, không phải trạng thái tỉnh thức. Người hỏi, ông đã nói hai chấm, muốn được tự do, chúng ta không nên có những người thầy. Tôi đã hiểu điều đó, đúng chứ? Isa mở ti. Chức năng của một thầy, người thầy là gì? Chấm hỏi. Nếu ông ấy biết một chủ đề như y khoa, khoa học, làm thế nào được vận hành một cái máy vi tính và vân vân, chức năng của ông ấy là giải thích cho một người khác về hiểu biết và thông tin mà ông ấy có. Điều đó khá dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta đang nói về người thầy mà nói ông ấy biết, nhưng nếu chúng ta đang nói về người thầy mà nói ông ấy biết và muốn giảng giải cho người đệ tử, vậy thì hãy nghi ngờ, bởi vì cái người mà nói ông ấy biết phải không biết. Đọc lại lời Krishnamurti,
chức năng của một người thầy là gì? Nếu ông ấy biết một chủ đề như y khoa, khoa học làm thế nào để vận hành một cái máy vi tính và vân vân, chức năng của ông ấy là giải thích cho một người khác về hiểu biết và thông tin mà ông ấy có. Điều đó khá dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta đang nói về người thầy mà nói rằng ông ấy biết, người thầy mà nói rằng ông ấy biết và muốn giảng giải cho người đệ tử, vậy thì hãy nghi ngờ, bởi vì cái người mà nói rằng ông ấy biết phải là không biết. Người nào nói là biết là không biết gì cả. Đọc lại. Nhưng nếu chúng ta đang nói về người thầy mà nói rằng ông ấy biết và muốn giảng giải cho người đệ tử, vậy thì hãy nghi ngờ, bởi vì cái người mà nói rằng ông ấy biết thì không biết gì cả. Bởi vì sự thật vẻ đẹp của sự khai sáng, bất kỳ cái tên nào bạn gọi nó, không khi nào có thể diễn tả được gạch ngang. Nó là một vật đang sống, một vật chuyển động, nó là năng động, nó là không trọng lượng. Bạn chỉ có thể nói về một vật chết rồi, và người thấy mà dạy bảo bạn về những vật chết rồi không là một người thầy. Đọc lại. Nó là một vật đang sống, một vật chuyển động, nó là năng động, nó là không trọng lượng. Bạn chỉ có thể nói về một vật chết rồi, và người thầy mà dạy bảo bạn về những vật chết rồi không là một người thầy. Viết ra một tí. Làm thế nào chúng ta có thể đặt vào cùng nhau sự tập trung, sự học hỏi và sự chú ý? Viết ra một tí 2. Từ ngữ discipline có nghĩa là học hành từ một người khác. Người đệ tử là người học hành từ người thầy. Bạn có khi nào đã suy xét hay tìm hiểu vấn đề của học hành là gì? Hiện tại năng động của từ ngữ học hành nó có nghĩa gì? Hoặc bạn đang học hành với mục đích thêm vào điều gì bạn đã biết rồi mà đã trở thành hiểu biết giống như khoa học? Hoặc có học hành mà không là tích lũy của hiểu biết, nhưng một chuyển động. Bạn hãy thấy sự khác biệt giữa hai học hỏi. Đọc lại. Học hành của học hỏi. Tiếp theo một tí. Từ ngữ discipline có nghĩa là học hỏi từ một người khác. Người đệ tử là người học hỏi từ người thầy. Bạn có khi nào đã suy xét hay tìm hiểu vấn đề của học hỏi là gì? Chấm hỏi. Hiện tại năng động của động từ học hỏi nó có nghĩa gì? Hoặc bạn đang học hỏi với mục đích thêm vào điều gì bạn biết rồi mà trở thành hiểu biết? Gạch ngang giống như khoa học. Hoặc có học hỏi mà không là một tích lũy của hiểu biết, nhưng một chuyển động. Bạn hãy thấy sự khác biệt giữa hai học hỏi. Hoặc tôi học hỏi với mục đích để kiếm được hiểu biết có hiệu quả thuộc công nghệ và vân vân. Hoặc lúc nào tôi cũng đang học hỏi điều gì đó mà luôn luôn mới mẻ, và vì vậy hành động luôn luôn mới mẻ. Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Tôi muốn biết, tôi muốn học hỏi về chính tôi. Tôi là một thực thể rất phức tạp, có cả những dấu diếm, những lộ liễu. Tôi muốn biết về toàn tổng thể của tôi. Tôi muốn biết về toàn bộ tổng thể của chính tôi. Vậy là tôi tự quan sát về chính tôi và thấy tôi bị sợ hãi. Tôi thấy nguyên nhân của sự sợ hãi đó. Trong quan sát, tôi đã học hỏi và điều đó đã trở thành hiểu biết của tôi. Nhưng nếu lần tới sự sợ hãi nảy sinh, tôi nhìn nó bằng hiểu biết có trước, vậy là tôi đã ngừng học hỏi. Tôi chỉ đang nhìn nó bằng quá khứ và không đang học hỏi về điều gì đang thực sự xảy ra. Muốn học hỏi về chính tôi phải có sự tự do.
để cho có sự quan sát liên tục mà không có sự can thiệp của quá khứ, mà không có sự can thiệp của tư tưởng. Vậy là học hỏi có hai ý nghĩa: học hỏi để kiếm được hiểu biết, mà với nó tôi có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất trong những lĩnh vực nào đó, hay học hỏi về chính tôi để cho quá khứ mà là tư tưởng không luôn luôn can thiệp. Trong cách đó tôi có thể quan sát và cái trí luôn luôn nhạy cảm. Học hỏi có hai ý nghĩa: học hỏi để kiếm được điều, để kiếm được hiểu biết, mà với nó tôi có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất trong những lĩnh vực nào đó. Học hỏi là tích lũy hiểu biết để hoạt động. Học hỏi, đó là học hỏi. Còn học hỏi về chính tôi thì là học hành về chính tôi để cho quá khứ mà là tư tưởng không luôn luôn can thiệp. Trong cách đó tôi có thể quan sát và cái trí luôn luôn nhạy cảm. Học hỏi thì tích lũy, mà học hành thì không tích lũy. Đọc lại phía sau mục tiêu. Từ ngữ discipline có nghĩa học hỏi từ một người khác. Người đệ tử là người học hỏi từ người thầy. Bạn có khi nào suy xét hay tìm hiểu vấn đề của học hỏi là gì? Hiện tại năng động của từ ngữ học hỏi nó có nghĩa gì? Hoặc bạn đang học hỏi với mục đích thêm vào điều gì bạn đã biết rồi mà trở thành hiểu biết? Giống như khoa học, học hỏi với mục đích là để thêm vào điều gì đã biết rồi mà để trở thành hiểu biết, đó gọi là học hỏi. Giống như khoa học, hoặc có học hỏi mà không là một tích lũy của hiểu biết nhưng một chuyển động, thì trong trường hợp này gọi là học hành. Tôi cứ đọc nguyên văn. Viết ra một tí. Từ ngữ discipline có nghĩa học hỏi từ một người khác. Người đệ tử là người học hỏi từ người thầy. Bạn có khi nào đã suy xét hay tìm hiểu vấn đề của học hỏi là gì hay chưa? Hiện tại năng động của động từ học hỏi nó có nghĩa gì? Bạn hoặc bạn đang học hỏi với mục đích thêm vào điều gì bạn đã biết rồi mà trở thành hiểu biết, giống như khoa học. Hoặc có loại học hỏi mà không là một tích lũy của hiểu biết nhưng một chuyển động. Bạn hãy thấy sự khác biệt giữa hai học hỏi. Hoặc tôi học hỏi với mục đích kiếm được hiểu biết có hiệu quả thuộc công nghệ và vân vân. Hoặc lúc nào tôi cũng đang học hỏi điều gì đó mà luôn luôn mới mẻ và vì vậy hành động luôn luôn mới mẻ. Hoặc lúc nào tôi cũng đang học hỏi điều gì đó mà luôn luôn mới mẻ và vì vậy hành động luôn luôn mới mẻ. Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Tôi muốn biết. Tôi muốn học hỏi về chính tôi. Tôi là một thực thể rất phức tạp, có cả những dấu diếm lẫn những lộ liễu. Tôi muốn biết về toàn bộ tổng thể của chính tôi. Vậy là tôi tự quan sát về chính tôi và thấy thối vậy, và tôi thấy tôi bị sợ hãi. Tôi thấy nguyên nhân của sự sợ hãi đó. Trong quan sát tôi đã học hỏi và điều đó đã trở thành hiểu biết của tôi. Nhưng nếu lần tới sự sợ hãi nảy sinh, tôi nhìn nó bằng hiểu biết có trước, vậy là tôi ngừng học hỏi. Tôi chỉ đang nhìn nó bằng quá khứ và không đang học hỏi về điều gì đang thực sự xảy ra. Muốn học hỏi về chính tôi phải có sự tự do, phải để cho có sự quan sát liên tục mà không có sự can thiệp của quá khứ, mà không có sự can thiệp của tư tưởng. Vậy là học hỏi có hai nghĩa: học hỏi để kiếm được hiểu biết, mà với nó tôi có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất trong những lĩnh vực nào đó, hay học hỏi về chính tôi để cho quá khứ mà là tư tưởng không luôn luôn can thiệp. Hai chấm. Trong cách đó tôi có thể quan sát và cái trí luôn luôn nhạy cảm.
trong những cái quyển về sâu á, thì cái trường hợp thứ hai là học học hỏi mà không hiểu biết, mà không tích lũy hiểu biết á, cũng dùng từ ngữ, dùng cái từ là học hành. Còn học hỏi là tích lũy hiểu biết rồi để hoạt động, còn học hành là không tích lũy hiểu biết, không tích lũy. Người hỏi: tôi muốn hỏi ông liệu ông có ăn thịt cá hay không? Thế sao một tí, điều đó thực sự gây hứng thú cho bạn hay sao? Suốt cuộc đời tôi không bao giờ sờ đến cá thịt. Tôi không bao giờ nếm nó, không bao giờ hút thuốc hay uống rượu. Nó không hấp dẫn, không có ý nghĩa gì với nó. Điều đó cũng khiến cho bạn là một người ăn chay. Chấm hỏi. Điều đó cũng khiến cho bạn là một người ăn chay. Chấm hỏi. Mở ngoặc tiếng cười đóng ngoặc. Nó sẽ không. Chấm. Bạn biết những người anh hùng, những mẫu mực là những người tồi tệ nhất mà bạn có thể có. Hãy tìm ra tại sao bạn ăn thịt, tại sao bạn buông thả trong hút thuốc và nhậu nhẹt, tại sao bạn không sống một sống đơn giản mà không có nghĩa một bộ quần áo hay một bữa ăn một ngày, nhưng một chất lượng của cái trí mà đơn giản, không có tất cả những biến dạng của những vui thú và những ham muốn, những tham vọng và những động cơ, để cho bạn có thể nhìn trực tiếp và nhận biết vẻ đẹp của thế giới. Người hỏi: tôi chỉ muốn hỏi sự hài hước là gì? Krishnamurti: tôi nghĩ nó thực sự có nghĩa. Cười đùa về chính người ta. Chúng ta có quá nhiều nước mắt trong những tâm hồn của chúng ta, quá nhiều đau khổ. Gạch ngang, chỉ nhìn vào chính chúng ta bằng hóm hỉnh, quan sát bằng sự rõ ràng, bằng nghiêm túc, và vẫn vậy bằng tươi cười nếu người ta có thể. Chấm. Santa Monica, California, ngày 8 tháng 3 năm 1970. Anh này dài quá rồi, một giờ không 2 phút.